trải nghiệm không thể nào quên khi đến đảo quốc hình dọc nước Sri Lanka là một đất nước có vô số những địa điểm kỳ lạ. Nếu có dịp đến đây, bạn đừng bỏ qua những trải nghiệm tuyệt vời sau đây. 1. Lặn biển, Sri Lanka là một hòn đảo và việc lặn biển khám phá đại dương không phải là điều gì quá xa lạ. Ngoài rạn san hô, có rất nhiều xác tàu đắm cổ xưa đang chờ bạn khám phá. Các hoạt động lặn ở đây diễn ra rất sôi nổi dù bạn chưa biết lặng cũng đừng quá lo lắng vì sẽ có người hướng dẫn. 2. Đi thuyền thám hiểm sông nước, thuyền cây ác là một lựa chọn thích hợp để bạn lên đền trên những con sông ở đây. Sri Lanka có mọi thứ để bạn khám phá, những khu rừng nhiệt đới gần bờ biển là nơi tốt nhất để bạn tham gia vào tất cả các hoạt động trên sông. 3. Lướt sống, đối với những người yêu thích biển, các bờ biển trải dài ở Sri Lanka rất hấp dẫn. Tại đây có những con sóng lớn với mọi cấp độ bạn có thể tìm thấy nhiều nơi dạy lướt sóng cho người mới bắt đầu và cả cho người có kinh nghiệm hơn. Mùa lướt sóng lý tưởng nhất là từ tháng 4 đến tháng 10. 4. Lướt ván diều Đối với những người yêu thích thể thao dưới nước, có rất nhiều điểm tuyệt vời để lướt ván diều trên bờ biển phía Tây của Sri Lanka. Nếu bạn chưa bao giờ lướt ván diều, bạn cũng có thể học ở đây vì có huấn luyện viên sẵn sàng đào tạo. Địa điểm tốt nhất để lướt ván diều là trên một bán đảo nhỏ ngoài khơi bờ biển Putalam bạn cũng có thể lướt ván diều trong đầm phá và ngoài đại dương. 5. Xem cá voi, thị trấn ven biển Mirissa ở phía nam Sri Lanka là một trong những nơi tốt nhất trên thế giới để ngắm cá voi xanh. Thời gian tốt nhất để xem cá voi ở Mirissa là giữa tháng 3 và tháng 12 khi chúng đang di cư. 6. Di chuyển bằng thủy phi cơ, những con đường trên hòn đảo này không mất quá nhiều thời gian để di chuyển. Một trong những lựa chọn du lịch tốt nhất và đáng nhớ nhất là đi thủy phi cơ. Ở đây cũng cung cấp các chuyến bay ngắm cảnh và các tuyến đường khác theo yêu cầu. 7. Đi mô tô mạo hiểm, nếu bạn là một người yêu thích mô tô, bạn sẽ thích chuyến tham quan Extreme Biking được lên lịch vào tháng 2 hàng năm tại Sri Lanka. Nhóm mô tô này chỉ có 10 chiếc, họ sẽ đưa bạn đi ngắm những con đường đẹp nhất trên đảo. Những con đường đi qua bao gồm đồn điền chè, dãy núi, công viên quốc gia 8. Đi bộ đường dài qua dãy núi Nucleus. Dãy núi Nucleus ở trung tâm hòn đảo là nơi có quang cảnh núi non tuyệt đẹp. Các thung lũng và đỉnh núi nằm rải rác, xen lẫn với các hồ và đồn điền chè sẽ khiến bất kỳ chuyến đi bộ đường dài nào cũng trở nên đáng nhớ. 9. Xem voi, ngắm những đàn voi là cảnh tượng yêu thích khi du khách ghé đến Sri Lanka. Bạn có thể đến công viên quốc gia như Iala hoặc tại Mineria để xem voi đang chơi đùa trên bãi cỏ. Ở đây, Người ta không khuyến khích bạn cưỡi trên lưng voi mà cần phải sử dụng thêm một cái ghế gỗ buộc vào lưng voi. 10. Ăn cua, một trong 50 nhà hàng hàng đầu trên thế giới, Mini Sea tự hào là nơi cung cấp những chú cua tuyệt ngon. Cua ở đây chủ yếu xuất khẩu sang Singapore, số ít sẽ cung cấp cho các nhà hàng địa phương. Nổi tiếng nhất ở nhà hàng này chính là món cua sốt ớt tiêu, hương vị cực kỳ ngon.